Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 6 Phẩm 10 Tứ Thiên Dương Chư tỳ kheo, lưng chừng phía đông núi Chúa Tu Di, có núi tên Do Càng Đà, đỉnh núi cách đất 42.000 doa tuần. Trên đỉnh núi ấy có trụ xứ thành quách của Thiên Dương đề đầu Lại Tra. Thành tên là Hiền Thượng, dài rộng phẳng 600 doa tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem. Đều dùng 7 báo để trang trí, đó là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, vân vân, tạo thành. Ở 4 phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, giường cảnh, ao hồ, có các rừng hoa, các cây lạ. Cây ấy có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, hương ấy lan khắp, có các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh thanh thoát. Rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía nam núi Chúa Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần. Ở trên đảnh núi Do Càng Đà, có trú xứ thành quách của Thiên Dương, Tỳ Lâu Lạc Ca. Tên thành là Thiện Hiện, dài rộng trang nghiêm giống như trú xứ của Thiên Dương đề đầu Lại Tra đã nói. Cho đến các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía tây núi Chúa Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần. Trên đảnh núi Do Càng Đà, có trú xứ thành quách của Thiên Dương, Tỳ Lâu Bát Xoa, tên thành là Thiện Quán, rộng dài trang nghiêm. Tất cả đều giống như trú xứ Thiên Dương đề đầu Lại Tra đã nói, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía bắc núi Chúa Tu Di, cách mặt đất cũng 42.000 do tuần. Trên đảnh núi Do Càng Đà, có chỗ của Thiên Dương Tỳ Sa Môn, có 3 thành quách lớn. 3 thành ấy là gì? Một tên là Tỳ Xá La Bà, 2 tên là Già Bà Bát Đế, 3 tên là A Bồ Bàn Đa. Cả 3 đều dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ thành, 7 lớp lan can. Lược nói như trước, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, chỉ trừ cung điện của Nguyệt Thiên Tử, 7 cung điện lớn của Nhật Thiên Tử và cung điện các thiên tử trong Tứ Thiên Dương Thiên. Còn có các cung điện khác, trong đó có cái dài rộng phẳng 40 do tuần, hoặc có 30, hoặc có 20, cho đến 12 do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn dài rộng tới 6 do tuần. Chỗ ở cũng có 7 lớp bờ thành, 7 lớp lan can, vân vân. Lược nói như trước, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung của Tỳ Xá La Bà và Già Bà Bát Đế, xuất hiện một cái ao cho Thiên Dương Tỳ Sa Môn, tên là Ni Trĩ Ni, dài rộng phẳng 40 do tuần. Nước ao điều hòa, trong mát êm ả, vị nước ngon ngọt, thơm sạch không bẩn. Bốn phía bờ ao có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, vân vân, cho đến sa cừ, mã não, vân vân, 7 báo tạo thành. Ở 4 phía đều có đường cấp, cũng dùng 7 báo trang nghiêm. Trong ao có nhiều hoa ưu bát la, hoa đầu ma, hoa câu mâu đầu, hoa bôn trà lợi, vân vân, tự nhiên mọc lên. Hoa ý hình lửa, màu lửa, ánh sáng lửa, cho đến hình nước, màu nước, ánh sáng nước. Cỡ hoa lớn nhỏ đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến nửa do tuần. Mùi thơm lan tỏa khắp một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra, nhựa chảy màu trắng sữa, ăn vào ngon ngọt như mật quý. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung điện của Già Bát Đế và A Trà Bàn Đa có thiết lập một cảnh cho Thiên Dương Tỳ Sa Môn. Dường ấy tên là Ca Tỳ Viên Đa. Dài rộng phẳng 40 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can.
cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem. Lược nói như trước, vân vân, cho đến do 7 báo tạo thành. Chư tỳ kheo, trú xứ hiền thượng của Thiên Dương đề đầu lại tra, qua lại các thành quách có 2 đường. Nơi trú xứ thiện hiện của Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Ca, qua lại các thành quách cũng có 2 đường. Nơi trú xứ thiện quán của Thiên Dương Tỳ Lâu Bát Xoa, qua lại các thành quách cũng có 2 đường. Nơi trú xứ thành quách A Đồ Bàn Đa, cũng có 2 đường trú xứ thành quách Tỳ Xá La Bà và Già Bát Đế, cũng có 2 con đường. Trú xứ cung điện của các tiểu thiên và quyến thuộc của trời Tứ Thiên Dương, cũng mỗi qua lại có 2 con đường. Ao Na Trĩ Ni và giường Ca Tỳ Viên Đa cũng mỗi qua lại có 2 đường. Chư tỳ kheo, Thiên Dương Tỳ Sa Môn nếu muốn đi vào trong giường Ca Tỳ Viên Đa vui chơi tắm rửa, thì lúc ấy liền nghĩ đến Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra. Thời Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra, tâm cũng sanh niệm. Thiên Dương Tỳ Sa Môn nghĩ đến ta, biết như vậy rồi, lại liền nghĩ đến phạm vi sở thuộc của mình là các tiểu thiên dương và tiểu thiên chúng. Khi ấy, các vua quyến thuộc và thiên chúng ở phương Đông đều nghĩ: Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra, tâm nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, tất cả đều trang nghiêm thân, mang các chuỗi anh lạc, cởi các thứ xe, đi đến chỗ Đại Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra, đến ở trước rồi dừng lại một bên. Lúc này Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra cũng tự trang sức, mang các chuỗi anh lạc, cởi các thứ xe, cùng các tiểu dương, thiên chúng quyến thuộc, dây quanh sau trước, cùng nhau đến chỗ Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn, đến rồi dừng lại một bên ở trước. Bây giờ Thiên Dương Tỳ Sa Môn tâm lại nghĩ đến 2 vị Đại Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Ca và Tỳ Lâu Bát Xoa. Cùng lúc 2 vị Thiên Dương kia cũng nghĩ: Thiên Dương Tỳ Sa Môn đã nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, liền mỗi tự nghĩ đến các tiểu thiên dương và các thiên chúng do mình thống lãnh. Khi ấy, các tiểu dương và các thiên chúng cũng đều nghĩ là: Đại Thiên Dương ta tâm nghĩ đến chúng ta phải đến nhanh. Biết như vậy rồi, mỗi dùng anh lạc trang sức nơi thân cùng đi đến chỗ 2 vị đại dương Tỳ Lâu Lạc Ca, Tỳ Lâu Bát Xoa. Lúc này, 2 thiên dương biết các tiểu dương và thiên chúng khác đều đã tụ hội rồi, cũng tự nghiêm thân, đeo các thứ anh lạc, cởi các thứ xe đến trước cùng chúng dây quanh, đều cùng đi đến chỗ Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn, đến rồi theo chỗ thích hợp mà dừng lại phía trước. Lúc đó, Thiên Dương Tỳ Sa Môn thấy 2 thiên dương và thiên chúng của họ đều đã tụ hội rồi, cũng tự nghĩ đến các tiểu dương và thiên chúng do mình thống lãnh. Lúc ấy các tiểu thiên dương và thiên chúng của họ ở phía bắc liền nghĩ: Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn nay đã nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, mỗi đều mang các thứ anh lạc trang sức thân mình, cùng nhau đi đến trước chỗ Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn đứng im lặng. Bấy giờ Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn cũng tự đeo các báo anh lạc trang nghiêm thân nữa, rồi cởi các loại xe, cùng Đề Đầu Lại Tra, Tỳ Lâu Lạc Ca, Tỳ Lâu Bát Xoa, vân vân, 4 vị thiên dương, mỗi đều dẫn theo các thiên dương, thiên chúng sở thuộc, dây quanh sau trước, đều cùng đi đến cảnh Ca Tỳ Viên Đa. Đến rồi tạm thời dừng lại ở trước cửa giường. Chư tỳ kheo, trong giường Ca Tỳ Viên Đa ý, tự nhiên có 3 luồng gió, đó là khai, tịnh và suy. Khai là mở cửa giường ý, tịnh là làm sạch đất giường ý, suy là thổi cây giường ý khiến hoa tung bay. Chư tỳ kheo, trong giường Ca Tỳ Viên Đa, những hoa rơi xuống ngập tới đầu gối, các mùi hương lan tỏa khắp nơi. Lúc này Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn, Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra, Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Ca, Thiên Dương Tỳ Lâu Bát Xoa, vân vân, cùng các tiểu dương và các quyến thuộc dây quanh, cùng đi vào trong giường Ca Tỳ Viên Đa tắm rửa rồi, vui chơi hưởng lạc. Ở trong giường ý tắm rửa rồi, hoặc lại 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vui chơi hưởng lạc, tùy theo ý muốn, dạo chơi khắp chốn. Chư tỳ kheo, vua Tỳ Sa Môn có 5 dạ xoa luôn luôn đi theo hộ vệ 2 bên. Thế nào là 5? 1 tên là Ngũ Trượng, 2 tên là Khoáng Giả,
3 tên là Kim Sơn, 4 tên là Trường Thân, 5 tên là Châm Mao. Chư Tỳ Kheo, Thiên Dương Tỳ Sa Môn khi qua lại dạo chơi, thường được 5 vị thần Dạ Xoa này hộ vệ. Phẩm 11. Tam thập tam thiên một. Chư Tỳ Kheo, trên đỉnh núi Chúa Tu Di có trú xứ cung điện của trời 33. Nơi ấy dài rộng 8 vạn doa tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem do 7 báo tạo thành. Đó là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, vân vân. Thành ấy cất cao 400 do tuần, dày 50 do tuần, bốn mặt bờ tường cách nhau mỗi cái 500 do tuần. Ở khoảng giữa ấy mở một cái cửa thành đều cất cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa ấy đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, mái hiên, xe cộ, lại có ao, hoa, rừng, cây ăn quả. Cây ấy mỗi có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, mùi thơm tỏa khắp. Có các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Lại các cửa ấy, mỗi đều có 500 dạ xoa đêm ngày bảo vệ cho trời 33. Chư Tỳ Kheo, ở trong thành ấy lại lập một thành cho trời 33, gọi là Thiện Kiến. Thành này dài rộng 6 vạn doa tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, cũng dùng 7 báo tạo thành. Đó là vàng, bạc, lưu ly, cho đến mã não, vân vân. Thành ấy cũng cao 400 do tuần, dày 50 do tuần. Bốn mặt thành cũng cách nhau 500 do tuần. Ở khoảng giữa lại mở một cái cửa. Các cửa cũng cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Ở mỗi cửa cũng đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, ao nước, hoa, rừng, các loại cây lạ. Cây ấy đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, mùi thơm tỏa khắp, các giống chim cùng nhau ca hót. Các cửa như vậy, mỗi cửa đều có 500 dạ xoa ngày đêm bảo vệ trời 33. Chư Tỳ Kheo, bên cạnh thành Thiện Kiến của trời 33 có là một cung điện cho Đại Long Tượng Vương Y La Bát Na. Cung ấy dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, vân vân, lượt nói cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư Tỳ Kheo, trong thành Thiện Kiến có chỗ nhóm họp của trời 33 gọi là Thiện Pháp Đường. Chỗ ấy dài rộng 500 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu thích xem, cho đến mã não, vân vân, 7 báo tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác phòng vệ, đài, nhà, đủ loại màu sắc do 7 báo tạo thành. Đất chỗ ấy đều là lưu ly xanh quý, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo, ca chiên lân đề. Ngay chính giữa có một trụ báo cao 20 do tuần. Ở dưới trụ báo đặt một tòa ngồi riêng cho trời để thích, cao một do tuần, vuông nửa do tuần, nhiều màu thích xem, cho đến sa cừ vân vân, 7 báo tạo thành, mềm mại mịn trơn, chạm vào vân vân như trước. Hai bên tòa ấy, mỗi bên có 16 tòa ngồi của tiểu thiên vương, áp sát hai bên, 7 báo tạo thành, nhiều màu thích xem, mềm mại mịn trơn, chạm vào vân vân như trước. Chư Tỳ Kheo, Thiện Pháp Đường này, nơi họp của chư thiên, có cung đế thích. Cung này dài rộng 1.000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến vân vân, các giống chim cùng nhau ca hót. Chư Tỳ Kheo, Thiện Pháp Đường này, nơi họp của chư thiên, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều có trú xứ cung điện của các tiểu thiên vương. Những cung ấy hoặc rộng 900 do tuần, hoặc dài rộng 800 do tuần, hoặc 700, 600, 400, 300, 200 do tuần.
Cái nhỏ nhất còn dài rộng đến 100 do tuần. Có 7 lớp bờ tường cho đến, dần dần, các giống chim cùng nhau ca hót. Lại thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên, các phía đông, tây, nam, bắc, đều có trú xứ cung điện của các tiểu thiên chúng trời 33. Các cung ấy hoặc rộng 90 do tuần, hoặc lại rộng dài 80 do tuần, hoặc lại 70, 60, 50, 40, 30, 20 do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn dài rộng đến 12 do tuần, có 7 lớp bờ tường cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên, phía đông có giường của vua trời 33, tên là Ba Lâu Sa, rộng dài phẳng 1000 do tuần, dân dân, lượt nói, cho đến 7 lớp bờ tường, đều do mã não, dân dân, 7 báo tạo thành. Ở 4 phía, đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, nhiều màu thích xem, dân dân, cho đến mã não, dân dân, 7 báo tạo thành. Chư tỳ kheo, trong giường Ba Lâu Sa có 2 tảng đá lớn, một tên là Hiền, 2 tên là Thiện Hiền, đều do mã não trời tạo thành, cả 2 đều rộng dài 50 do tuần, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên, phía nam cũng có giường của vua trời 33, tên là Tạp Sắc Sa, giường ấy rộng dài 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, dân dân, cho đến mã não, dân dân tạo thành. Ở 4 phía đều có cửa gác, nhiều màu thích xem, cho đến mã não 7 báo tạo thành. Ở trong giường ý cũng có 2 tảng đá, một tên là Tạp Sắc, 2 tên là Thiện Tạp Sắc, do ngọc lưu ly trời màu xanh tạo thành. Cả 2 cùng rộng dài 50 do tuần, mềm mại mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên, phía tây lại có giường của vua trời 33, tên là Tạp Loạn. Giường ấy cũng rộng dài 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, dân dân, cho đến dân dân, 7 báo tạo thành. Các cửa 4 phía đều có lầu cao phòng vệ, đài gác đều do 7 báo tạo thành. Trong giường Tạp Loạn này cũng có 2 tảng đá, một tên là Thiện Hiện, 2 tên là Tiểu Thiện Hiện, đều do pha lê trời tạo thành. Cả 2 cũng rộng dài 50 do tuần, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên ở phía bắc, lại có giường của vua trời 33, tên là Quang Hỷ. Giường ấy cũng rộng dài 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, dân dân, cho đến mã não, dân dân, 7 báo tạo thành. Các cửa 4 phía đều có lầu cao phòng vệ, đài gác cũng được trang trí bằng 7 báo. Chư tỳ kheo, ở trong giường Quang Hỷ cũng có 2 tảng đá, một tên là Quang Hỷ, 2 tên là Thiện Quang Hỷ, do bạc trời tạo thành. Cũng đều rộng dài 50 do tuần, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, ở khoảng giữa 2 giường Ba Lâu Sa và Tạp Sắc Sa, có 1 cái ao lớn của vua trời 33, tên là Quang Hỷ. Phẳng rộng dài 50 do tuần, nước ao mát lạnh, êm dịu, ngọt ngon, trong trẻo, không bẩn, dùng 7 thứ gạch báo xây bờ lũy. 4 phía có 7 lớp gỗ quý trang trí xen lẫn, có 7 lớp lan can, dân dân, cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu thích xem. Ở 4 phía ao đều có bậc thềm, đều dùng 7 báo trang trí, trong đó có các hoa, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi, hoa ý hình lửa, ánh sáng lửa, dân dân, cho đến hình nước, sắc nước, ánh sáng nước, rộng dài lớn nhỏ đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến 1 do tuần, gió thổi mùi thơm lan tỏa đến 1 do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy màu trắng sữa, vị nó ngọt ngon như mật thượng hạng. Chư tỳ kheo, khoảng giữa 2 giường Tạp Loạn và Quang Hỷ, có 1 đại thọ của vua trời 33, tên là Ba Lợi Dạ Đát La Câu Tỳ Đà La. Phần gốc cây chu di 7 do tuần, dân dân,
lược nói cho đến cành lá che khắp bờ tường, rộng dài 500 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, dưới cây Ba Lợi và Đát La Câu Tỳ Đà La này có một tảng đá tên là Đồ Cam Bà La do vàng trời tạo. Tảng đá này rộng dài 50 do tuần, mềm mại, trơn láng, chạm vào như áo ca chiên lân đầy. Chư tỳ kheo, vì duyên cớ gì mà thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên gọi là thiện pháp? Chư tỳ kheo, thiện pháp đường ấy, nơi họp của chư thiên, khi vua trời 33 ngồi tập họp ở đó, chỉ bàn luận thâm nghĩa, dùng lời hay vi tế, suy nghĩ chín chắn, cân nhắc, quan sát, đều là các pháp thắng yếu của thế gian, chân thật đúng lý. Vì vậy, chư thiên gọi hội xứ này là thiện pháp đường. Là do nhân duyên gì gọi là vườn Ba Lâu Sa Ca? Chư tỳ kheo, vua trời 33 vào trong vườn Thô Sáp, rồi ngồi trên hai tảng đá, hiền và thiện hiền, chỉ luận việc thô ác thế gian bằng lời đùa giỡn không tốt. Vì vậy, gọi là Ba Lâu Sa Ca, là do nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp Sắc Xa? Chư tỳ kheo, vua trời 33 vào trong vườn Tạp Sắc Ca, rồi ngồi trên hai tảng đá, Tạp Sắc và Thiện Tạp Sắc, chỉ bàn luận các thứ ngữ ngôn, sắc tướng tạp loại thế gian, vì vậy gọi là vườn Tạp Sắc Xa. Lại nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp Loạn? Chư tỳ kheo, tại vườn Tạp Loạn này, vua trời 33 thường lấy ngày mồng 8, 14, rằm trong tháng, để cho tất cả thể nữ ở trong cung vào trong vườn này, khiến cùng chúng trời 33 vui chơi, không có gì trở ngại, tự do vui hưởng công đức đầy đủ năm dục cõi trời và dạo chơi hưởng lạc. Vì vậy, chư thiên cùng gọi vườn ấy là